Để tôi giúp bạn. Không cần đâu. Tập 20. Cảm giác xa cách khiến con người ta sợ hãi, có thể được lấp đầy bằng trái tim. Điều chỉnh đồ bảo quà màu sắc một chút, còn có kích thước phông chữ. Được, được rồi hướng tổng, mọi người còn ý kiến gì không? Cơ bản thì không có. Cơ bản thì không có. Được, vậy không còn gì, mọi người quay về đi, giải tán. Dân, hướng tổng. Mọi người vất vả rồi. Vất vả rồi hướng tổng. Thiệu tổng, lại thức trắng mấy đêm rồi đi. Cậu không thể cứ tiếp tục như thế này được. Tôi vẫn còn trẻ, vẫn chịu được mà. Cậu muốn làm tốt dự án hợp tác lần này thì sau tất cả cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Trên thế giới này không phải chỉ có công việc thôi đâu. Tôi biết rồi. Kế hoạch sơ bộ của dự án tôi đã xem qua, không có vấn đề gì hết. Như thế này đi, cho cậu nghỉ 2 ngày, nghỉ ngơi cho thật tốt. Như thế không được, vẫn còn rất nhiều chuyện phải giải quyết. Không cần nói nữa, cứ quyết định như vậy đi. Được, cảm ơn anh nha. Alo, có chuyện gì? Alo, có chuyện gì? Hướng tổng, cậu có thể nhận được điện thoại rồi. Đừng đùa, nói chuyện chính đi. Tớ với Hân Viên chuẩn bị ngày mai ở nhà là một bữa tiệc chia tay trước chuyến du lịch kết hôn. Cậu cũng đến đây đi. Tớ trên tay còn rất nhiều việc phải làm đây. Tớ liền tại đây chúc cậu lên đường may mắn. Cậu đừng có từ chối, cậu nghĩ xem. Cậu và Diệp Tử đã rất lâu chưa gặp nhau rồi. Ngày mai Diệp Tử cũng đến, vậy nên cậu nhất định phải tới. Không nói nữa, quyết định như vậy nha, tớ còn gì phải làm nữa. Có thể được chưa? Ok. Nào mọi người qua đây. Nhìn chung chúng ta cần kiểm soát điều này. Rồi, thiết lập tông màu, bao gồm mức độ mô tả các nhân vật, đều làm theo cái này nha. Cuối cùng cũng xong rồi. Tiểu Diệp Tử tăng làm rồi, về nhà thôi. Tớ còn phải làm một số trang tiêu đề của quyển đặc biệt, nhiều thứ cần phải chỉnh sửa lắm. Tớ xem. Thật là. Vậy cậu hôm nay phải vất vả rồi. Dương Lan đang ở nhà đợi tớ, tớ đi trước đây. Cậu về trước đi. Cậu đừng làm quá muộn đấy, chú ý nghỉ ngơi. Được.
Hôm nay vất vả rồi. Cảm ơn Hướng tổng, cảm ơn anh. Hướng tổng, vậy chúng tôi đi trước đây. Được, vất vả rồi. Vậy chúng tôi về trước nha. Được, về nhà xem email đấy. Vâng. Alo. Không có mẹ. Buồn như thế này mẹ còn chưa ngủ sao? Con rất tốt. Mẹ thì sao? Mẹ, qua khoảng thời gian này con sẽ đón mẹ quay trở lại. Được. Vậy con làm việc đây. Mẹ tự chăm sóc cho bản thân nha. Mẹ nghỉ ngơi sớm đi. Con biết rồi. Xin chào Hướng tổng, mời anh ký tên vào đây. Tám giờ sáng có một cuộc họp. Được.
Tan làm rồi. Vũ Khải, anh đi ăn không? Tôi không đi đâu, mọi người đi đi. Được, vậy chúng tôi đi nha, bye bye. Được rồi. Alo, tổng biên tập. Không có, tôi đã gửi rồi mà. Em gửi lâu rồi mà. Dân, em gửi rồi. Dân, dạ được. Dạ làm việc đi nha. Bye bye. Chị Trúc Nguyên, sao vậy? Tôi có chuyện muốn nói với chị đây. Nói, đừng có đứng thế chứ, ngồi đi. Được, có một tin vui. Hai năm nay tôi luôn đăng ký thi viện mỹ thuật Paris. Hai năm trước bị trượt rồi, năm nay cuối cùng tôi cũng đổ. Thật sao? Tốt quá rồi, chúc mừng cậu nha. Cảm ơn, tôi thấy đó chính là nơi mà tôi luôn ước mơ. Bây giờ coi như ước mơ đã thành hiện thực rồi. Vậy cậu muốn bây giờ đi học hay là sau này? Bây giờ đi. Bây giờ luôn. Chỉ một năm thôi. Một năm sẽ quay về. Vậy Trình Tây biết chuyện này hay không? Bởi vì mới có giấy báo, vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp nói với cô ấy. Là thế này, cậu đừng trách tôi lắm chuyện nha. Đó cũng là vì tốt cho hai người. Dựa vào hiểu biết của tôi đối với Trình Tây, thì cô ấy sẽ không chịu yêu xa đâu. Cho nên tôi thấy việc cậu ra nước ngoài, tốt nhất cậu nên bàn bạc xong với cậu ấy đi, rồi hãy quyết định. Có đúng hay không? Đúng. Tôi biết chứ. Mới yêu cô ấy mà phải đi xa như vậy, thật sự không công bằng với cô ấy. Nhưng vì tương lai của chúng tôi, tôi thấy vẫn là nên đi. Tôi tin rằng cô ấy sẽ hiểu thôi. Vậy Trúc Quyên, chị sẽ ủng hộ tôi chứ? Cậu đã nói như vậy rồi, thì tôi cũng không có gì phải nói. Vậy chúc cậu học hành thành tài, mọi chuyện đều thuận lợi. Cảm ơn chị Trúc Quyên. Thật ra hai năm nay cùng làm việc với chị, tôi rất vui. Diệp Tử và chị đều quan tâm, chăm sóc cho tôi. Không có gì đâu. Khi tôi quay về, chị sẽ không cần tôi chứ. Không nói trước được gì hết đâu. Thật ra tôi mong rằng cậu và bạn thân Trình Tây của tôi có thể bên nhau hạnh phúc. Có thể không? Nhất định rồi. Hôm nay tôi đến là muốn cảm ơn cậu. Cảm ơn tôi gì chứ? Tôi cũng không giúp gì cậu mà. Cảm ơn cậu vì nhận người bạn này.
Được thôi. Chỉ là du lịch kết hôn hưởng tuần trăng mật thôi, cậu làm như thật ấy. Mình có chút lo sợ đó. Làm mình rất nhanh sẽ không nghe thấy hơi thở đáng ghét của người nào đó rồi. Có ý gì chứ? Cậu có ý gì đây? Có ý gì chứ? Làm sao không phục hả? Ngày trước không có ai đấu với cậu đúng không? Hai người đừng cãi nhau nữa. Được rồi, Hân Nhi sắp đi rồi. Được rồi, tôi thấy đừng để ý. Sẽ khá lâu nữa họ sẽ không được đấu khẩu. Ân ân ái ái. Diệp Tử vẫn chưa đi sao? Cuối cùng cũng đến rồi Diệp Tử. Đúng thật là đến rồi đây. Tưởng không kịp. May quá cậu đến rồi. Vợ à, anh thu xếp xong rồi. Đủ rồi. Đến lúc đó gửi tin nhắn, gọi điện, video call. Được rồi, sắp đến giờ rồi. Tớ đưa cậu qua đó nha. Sắp đến giờ rồi. Đợi một chút, đợi một chút. Mình còn túi chưa mang. Đợi mình chút nha. Không kịp nữa rồi. Tiểu Tây, tình yêu, Hân Nhiên, chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Yên tâm đi. Vũ Khải, Tiểu Tây là đứa hiền thục nhất trong nhóm chúng ta. Có thể là bạn trai của nó, đúng là phúc của anh. Để em biết. Anh bắt nạt cô ấy đi. Yên tâm đi Hân Nhiên, tôi không quan tâm. Chị đi rồi, còn chị Trúc Quyên. Coi như cậu biết điều đó. Để mình đi mở cửa cho. Lúc này còn ai đến nữa? Hướng Trạch Nghệ, cậu đến thật đúng lúc. Bạn bè đã gặp rồi. Chúng ta đi thôi. Đi đi, đi thôi. Đi thôi. Đợi một chút. Xe tới nhỏ quá, vậy chúng ta đừng tiễn nữa nha. Đúng không? Đúng, đúng, đúng. Đi thôi đi. Đi đi. Đi thôi. Không sao, chúng ta đi thôi. Vậy anh tiễn em. Diệp Tử à, anh xin lỗi nha. Gần đây công việc bận quá. Công việc bận biểu cuối cùng cũng xong rồi. Anh xong việc rồi, em phải phạt anh. Phạt anh mỗi ngày phải nói một câu chúc ngủ ngon. Được rồi, đừng có trưng cái mặt hầm hầm này nữa. Mời em ăn cái gì ngon đi. Được. Ông xã, anh về rồi sao? Về rồi. Chuyện công ty nhanh như vậy đã xong rồi hả? Đúng vậy, xong rồi. Sao lại ăn đồ linh tinh nữa rồi? Đâu có. Chồng ơi, mau xem cái này đi. Buồn cười quá. Xem cái gì vậy? Thật quá buồn cười mà. Cái gì đây? Vợ à, cái này hay đến thế sao? Anh không thấy rất buồn cười hay sao? Vợ à, vợ, anh nói đi. Em xem điện thoại của anh một chút đi. Điện thoại của anh có cái gì hay chứ? Cái ốp lưng điện thoại hình Doraemon đấy hả? Lúc nào em mua cho anh? Đến lúc đó thì đổi. Không phải ốp lưng điện thoại. Vợ à, em xem. Cái gì? 7809. Anh không bảo em xem giá. Em nhìn chỗ kia kìa. Nước Ý sao? Đúng vậy. Chồng mà, anh phải đi Ý sao? Đi công tác xa như vậy hả?
Đây đây. Vợ à, không phải lúc nào em cũng trách công việc của anh bận sao? Anh đặc biệt xin đơn vị cho nghỉ phép đó. Cái đó anh chuẩn bị dẫn em đi Ý du lịch. Em có vui không? Trời ơi, tôi không nằm mơ đó chứ. Em không sao chứ? Chồng ơi, anh béo em một cái đi. Sao cơ? Em nói anh béo em một cái đi. Béo em đi. Anh dùng lực một chút, em không cảm thấy đau. Không phải chứ? Em bảo là anh phải dùng lực mà. Không phải. Không sao chứ? Có đau không? Chồng mà. Anh, em vẫn cảm thấy bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Em luôn cảm thấy hơi lạ. Công việc của anh bận như thế mà đột nhiên anh bảo đưa em đi Ý du lịch. Anh làm như thế này cứ như là có việc gì ấy. Anh thực sự không sao chứ? Anh có chỗ nào không khỏe không? Anh nói đi. Anh thực sự không sao. Anh có thể có việc gì chứ? Em không phải trách anh không đủ lãng mạn hay sao? Còn luôn trách cứ anh còn gì? Anh nghĩ kỹ rồi. Từ nay về sau, anh sẽ mang tất cả lãng mạn để bù đắp cho em. Đền bù cho em hả? Có vui không? Em thấy hơi bối rối. Ý sao? Du lịch. Đúng. Anh à. Được rồi, được rồi. Đừng nghĩ nữa. Chúng ta đi ngủ thôi được không? Ngoan ngoan, đi ngủ đi. Được không? Đi thôi, đi thôi. Em vợ à, có phải giờ này em ăn nhiều quá hay không? Anh mới ăn nhiều đó. Không có, không có. Anh đùa thôi mà. Chồng mà, anh làm gì vậy? Anh đi vệ sinh thôi. Vợ mau ngủ đi. Không được, anh không ngủ thì em không ngủ. Anh đi ngủ đây. Anh ôm em ngủ. Đắp chăn vào. Trước hết tôi xin giới thiệu, vị này là giám đốc mỹ thuật của chúng tôi, Hướng Quy tiên sinh. Còn vị này là người chịu trách nhiệm về dự án nước ngoài, Tỉnh Thượng tiên sinh.
Tỉnh thượng tiên sinh, rất vui được quen biết ngài. Xin chào. Cái này, Hướng tiên sinh, theo tôi được biết, Hướng Quy dường như không phải là tên thật của anh. Chúng tôi còn nghe thấy một số tin đồn không tốt về anh nữa. Ví dụ như việc sao chép tài liệu. Tỉnh thượng tiên sinh, đây chắc là chỉ là một số hiểu lầm thôi. Chúng tôi thật sự hy vọng sự hợp tác của hai bên được thuận lợi nhất. Nhóm chế tác của chúng tôi, kỹ thuật của chúng tôi luôn được bảo vệ rất tốt. Nên hy vọng giám đốc mỹ thuật lần này, Thiệu tiên sinh có thể cân nhắc lại giùm tôi. Chúng tôi cũng hy vọng đợi được câu trả lời của quý công ty. Sau đó sẽ bàn bước tiếp theo hợp tác. Anh xem như thế có được hay không? Yên tâm đi, chúng tôi sẽ cho ngài câu trả lời tốt nhất. Đừng để tâm. Yên tâm đi, tôi đã nắm chắc rồi. Thêm phiền phức cho anh. Cậu nói câu này chẳng có ý nghĩa gì hết. Trong cậu nhăn mặt câu mày như vậy, không giống với Hiệu Thảo năm đó. Cái này được không là như thế này. Cậu đã mất rất nhiều thời gian để học cách thỏa hiệp. Nhớ năm đó, tôi cũng đến đây như cậu. Lúc đó, tôi chỉ là một sinh viên mỹ thuật bình thường. Tôi không giống cậu. Đi đâu người ta cũng nói tôi không có năng khiếu. Nhưng bây giờ, làm ngành này, rất nhiều người không làm. Tôi cũng không giống họ đến rồi sao? Cho nên nói, Hướng Trạch Nghệ mà tôi quen biết không dục chí dễ dàng như vậy đâu. Lấy lại tinh thần đi, cứng rắn lên, đừng nhăn mặt câu mày nữa. Tan làm, cùng đi uống một ly nhé. Tôi mời. Sư ca, Lâm Sâm, sao cậu lại ở đây? Tôi đi cùng với bạn làm một chút chuyện. Pháp y đến khoa não chúng tôi làm việc sao? Công việc bí mật. Đúng. Cậu có thời gian hay không? Có. Chúng ta nói chuyện một chút. Được thôi, dù sao bây giờ tôi cũng không có việc gì. Được, ngồi đi. Thầy Lý, thầy ngày mai có thể xuất viện rồi sao? Đúng. Y tá đưa ra ngoài phơi nắng một chút. Đúng, ra viện để sưởi ấm một chút. Thầy chú ý sức khỏe nha. Bác sĩ Lâm, cậu làm việc đi. Dạ. Điều vui nhất trong bệnh viện là nhìn thấy người bệnh mình điều trị có thể có một cuộc sống tốt đẹp như họ muốn. Nhưng mà tớ không may mắn như cậu. Tớ tiếp xúc đều là
những bệnh nhân hoàn toàn mất đi cuộc sống thôi. Vẫn còn nhớ lần đầu tới nhận vụ án chứ? Khắp phòng đều là mùi cháy khét. Đôi vợ chồng ôm chặt nhau, bị thiêu gần như thành than. Tớ và một số thực tập sinh mãi mới có thể tách bọn họ ra được. Cảnh tượng đó cả đời này tớ cũng không quên được. Cho đến về sau điều tra được mới biết, thì ra người vợ mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Người chồng lén lút đón cô ấy về, hai người cùng ôm dao đốt một mồi lửa trong nhà, tự tử. Thực ra thì điều chúng ta sợ hãi không phải là cái chết, mà có lẽ là không buông bỏ được người quan trọng nhất của cuộc đời mình. Tớ còn nhớ có lần tớ cấp cứu một người bị tai nạn giao thông. Anh ta túm chặt áo tớ, mắt trừng trừng nhìn tớ. Lúc đó tớ không hiểu tại sao. Về sau chủ nhiệm nói với tớ, người đàn ông đó trên có già dưới có trẻ, cả nhà đều dựa vào tiền đi làm công bên ngoài của anh ấy. Tớ mặc chiếc áo blue trắng này không chỉ là niềm hy vọng tiếp tục sống của anh ấy, mà còn là hy vọng của cả gia đình người ta. Kỳ thực chúng ta căn bản không quan tâm những người bên cạnh mình, bởi vì chúng ta biết họ sẽ không rời xa mình. Nhưng mà nếu có một ngày phát sinh những chuyện phải chia ly, xảy ra những chuyện gây nên sự xa cách, cậu sẽ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Cậu nói xem, nếu có một ngày tớ không còn ở bên cô ấy nữa, cậu nói tớ nên làm thế nào? Cậu nói gì thế? Kỳ lạ quá đấy. Không có gì đâu, chỉ là trải qua một số chuyện nên cùng cậu giải bày thôi. Sao trước kia không thấy cậu như vậy? Tớ không phải là cùng bạn qua đây hay sao? Nhìn thấy bệnh nhân của cậu, nghĩ đến một số chuyện thôi. Làm xong nè, bạn của tớ làm xong việc rồi, tớ đi trước đây. Được, được rồi, chúng ta lần sau nói chuyện tiếp. Nhớ gọi điện nha, đi nha. Mấy ngày trước công việc rất bận nên không thể gửi tin nhắn chúc em ngủ ngon. Anh xin lỗi. Không sao đâu. Chắc là em đói rồi, anh làm chút đồ ăn cho em nha.
em thu dọn đồ. Trạch Nghệ à, Trạch Nghệ, anh bình thường đi làm cũng rất mệt rồi, em có thể tự chăm sóc cho bản thân được. Anh không hy vọng em lúc nào cũng như vậy. Trạch Nghệ, anh không cần thu dọn giúp em đâu. Anh xin lỗi. Xin lỗi. Anh vốn chỉ muốn làm một số điều hoặc nói gì đó khiến cho em vui vẻ. Nhưng mà anh phát hiện ra, ngoài việc xin lỗi ra, anh không thể nói cái gì hết. Trong khoảng thời gian biến mất, mỗi ngày anh đều nhớ em. Nhưng mà anh không dám nói, anh sợ. Lúc có thể gặp lại em lần nữa, thật sự anh cảm thấy mình rất may mắn. Anh rất muốn trở thành hướng Trạch Nghệ đó trong lòng của em, thay đổi quá khứ. Nhưng thực sự điều đó khó hơn anh tưởng tượng. Tuy anh có thể mạnh mẽ hơn, nhưng mỗi lần đi qua cửa hàng tiện lợi, gặp lại người quen, anh đều cụp mũ xuống như một thói quen. Ánh mắt và lời nói của họ sẽ làm cho anh cảm thấy sợ hãi. Nhưng mà anh vẫn không hề từ bỏ. Anh tin rằng chỉ cần mình kiên trì, tất cả sẽ tốt lên.
Your eyes.